Nam mô ta sa pha ga va tu a ra tu samma sambun ta sa. Và do quý vị làm mới, cho nên sư có một vài lưu ý khi mà hành thiền ở đây. Thứ nhất là nếu như mà quý vị chưa có một cái đề mục thiền thì sư khuyến khích quý vị phải tâm thiền. Còn cái việc tư thế ngồi thiền như thế nào đó, thì ngồi kiết già cũng được, ngồi bán già cũng được, hoặc ngồi chân trong chân ngoài như cái kiểu Miến Điện cũng được. Sư không có bắt buộc là quý vị phải ngồi như thế nào, lưu ý cái điểm đó. Tại vì sao? Cái quan trọng khi mà hành thiền là cái tâm tập trung vào đề mục, chứ không phải là mình điều cái thân. Quý vị không phải không cần phải ngồi sao cho nó đẹp để quay phim chụp hình. Mặc dù hôm nay thì có chú Duy sẽ hỗ trợ quay phim chụp hình, nhưng mà mình ngồi hành thiền là để luyện cái tâm của mình, chứ không phải là mình tập cái thân nhìn cho nó đẹp, không phải như vậy. Và một điểm nữa lưu ý đó là khi ngồi thiền chỉ cần giữ cho cái lưng nó thẳng thôi. Tuy nhiên nếu như mà quý vị hành thiền ngồi lâu á, mà cái lưng nó hơi khơ một tí xíu cũng không sao. Không có bắt buộc là mình ngồi cho nó phải thiệt là thẳng, phải thiệt là đẹp, thì sư không bắt buộc cái chuyện đó. Còn một cái nữa là ngồi thiền thì không nhất thiết là phải ngồi thiệt là lâu. Tại vì có người á, họ ngồi chỉ được có nửa tiếng thôi, có người họ ngồi được một tiếng, có người ngồi được hai tiếng. Mình không thể cào bằng được, tại vì có người khi mà họ ngồi lâu, cái đau nó sẽ làm cho họ bị phân tâm, và khi họ phân tâm như vậy họ không thể tập trung vào đề mục được. Và quý vị nên nhớ, khi mà hành thiền cái quan trọng nhất là cái tâm tập trung vào đề mục, chứ không phải là mình ngồi để mình chống chịu với cơn đau. Nhiều người họ ngồi thiền ngồi được 2 tiếng 3 tiếng đồng hồ, nhưng thực tế họ chỉ ngồi họ đấu tranh với cái cơn đau của họ thôi, thì họ đi lầm. Nhớ nha, nếu như mà quý vị đau mà cái cơn đau đó mình chịu được, quý vị vẫn tiếp tục tập trung vào đề mục được, thì cứ tiếp tục ngồi. Tuy nhiên khi mà không chịu được nữa, cái cơn đau nó làm ảnh hưởng tới sự tập trung của đề mục thiền, thì đổi tư thế hoặc đứng dậy luôn, đi kinh hành. Và cái việc đi thiền ấy, đó là một cái tư thế rất là quan trọng trong cái việc hành thiền. Với những ai mà đi thiền tốt thì cái sự nhập định của họ sẽ được dễ dàng so với cái người họ không có đi thiền. Và khi đi thiền, do chúng ta hôm nay thì cũng bắt đầu đông rồi, hơn 10 người, gần 20 người, sư không khuyến khích cái việc mà đi nối đuôi nhau. Bởi vì đó, cái đi nối đuôi nhau nhìn thì nó đẹp, nhưng mà tốc độ đi mỗi người mỗi khác. Quý vị đi sẽ để ý một chuyện là có khi mình đi, cái bạn đồng tu đằng trước đi chậm quá mà mình đi hơi nhanh, hoặc là mình đi chậm cái người đằng sau đi hơi nhanh, thành ra người trước nó sẽ cản, nó kiềm chế người đằng sau. Cho nên cái việc đi thiền, đi tự do. Nếu như mà quý vị đi nó nhanh hơn thì mình có thể tách hàng ra đi. Và không nhất thiết là phải đi quanh ở cái khu vực chánh điện này, không nhất thiết. Quý vị có thể đi ở chỗ cái khác cũng được. Nhớ chuyện đó. Và đi thiền, đừng cố sửa tướng đi. Sư lặp lại, đừng cố sửa tướng đi. Quý vị có thể nhìn thấy một vài người đi đẹp, mình ngưỡng mộ, nhưng mà đừng cố sửa cái tướng đi của quý vị. Quý vị đi xấu không sao hết. Tại vì sao? Ở cái bài học trước á, sư có dạy về 6 cái hạng căn tánh chúng sanh. Mỗi một cái căn tánh chúng sanh có cái cách đi khác nhau. Khi mà sư nhìn cái cách đi của quý vị, sư biết quý vị thuộc căn tánh nào. Còn nếu như mà quý vị cố tình sửa cái tướng đi cho đẹp, nó sẽ làm cho cái sự đánh giá nó bị nhầm lẫn. Ví dụ như mình căn tánh sân, mà mình ráng mình sửa cái tướng đi cho đẹp giống người căn tánh tham, rồi sư tưởng quý vị căn tánh tham, sư hướng dẫn theo căn tánh tham, thì quý vị là người thiệt thòi. Nhớ cái chuyện đó. Và sư thì sư không khuyến khích cái việc mà mình
ngồi thì phải ngồi cùng một lúc, đứng dậy cùng một lúc, đi cùng một lúc. Mặc dù cái ngày chủ nhật á, do cái thời gian hành thiền không nhiều, quý vị ngồi chỉ có nửa tiếng thôi và đi chỉ có nửa tiếng thôi thì vậy cũng được, không sao hết. Nhưng mà với những cái buổi mà hành thiền lâu dài đó, như là sắp tới đây thì tổ chức những cái khóa tu nguyên một ngày và mình sẽ hành thiền liên tục, thì sư đặc biệt nhấn mạnh quý vị cứ ngồi, ngồi không được nữa thì đứng dậy đi, đi trong im lặng không ảnh hưởng tới những người xung quanh, và đi cho tới khi nào không đi được nữa thì ngồi. Chứ không có cái chuyện mà mình ngồi không được mà mình nhìn xung quanh, nhìn tới nhìn lui, thấy ai cũng ngồi hết thì mình ráng mình cắn răng mình ngồi tiếp, sư không khuyến khích. Nhớ nha, ngồi không được nữa đứng dậy đi. Cái quan trọng nhất là quý vị tập trung vào đề mục thiền của quý vị, chứ sư không cần quý vị ngồi cho nó đẹp, không cần. Và khi đi thiền cũng vậy, ngồi thiền cũng vậy, cái quan trọng nhất là tập trung vào cái đề mục thiền của mình. Nếu như quý vị theo dõi hơi thở vẫn tiếp tục tập trung vào hơi thở, nếu rải tâm từ tập trung vào rải tâm từ, nếu như hành tứ niệm xứ thì cứ tiếp tục quán thân thọ tâm pháp. Nhớ đừng có để những cái oai nghi, những cái bước đi nó làm ảnh hưởng tới đề mục thiền. Đi thiền, tại sao gọi là đi thiền, là bởi vì khi mình đi mình vẫn tiếp tục tập trung vào đề mục thiền, đó mới gọi là đi thiền. Còn mình đi mà mình không có tập trung vào đề mục thiền, đó chẳng qua chỉ là đi dạo, đi cho nó đỡ mỏi chân, đỡ đau chân vậy thôi. Rồi tiếp theo đó thì là tới cái buổi học pháp. Thì quý vị học đạo với sư nói riêng và những cái vị sư thuộc hệ phái Nguyên Thủy nói chung, quý vị được một cái lợi, đó là các sư không có giảng pháp theo cái ý riêng mà bám sát vào kinh điển. Nếu như có nói một vấn đề nào đó, có đưa ra một cái suy luận nào đó đều nương tựa vào kinh điển, trích dẫn kinh điển chứ không có tự ý. Những cái trường hợp nào nói là ý kiến cá nhân thì sư sẽ nói rõ đây là ý kiến cá nhân của sư. Còn những cái trường hợp còn lại thì sẽ nương tựa vào kinh điển. Giống như trong cái bài kinh Kalama rất là nổi tiếng, thậm chí đặc gần đây đặc biệt lại nổi tiếng hơn nữa. Đức Phật nói chớ vội tin những gì mà mình được nghe chỉ bởi vì đó là từ vị thầy của mình, chỉ bởi vì đó phù hợp với truyền thống, chỉ bởi vì nó phù hợp với cái lối suy nghĩ của mình, chỉ bởi vì nó được ghi trong kinh sách, chớ vội tin. Không có cái gì bậy cho bằng ấy. Mà mình tới đây mình học đạo mà mình nói là không phải thầy tôi nói vậy đó, tôi không tin sư nói sao, nói thầy tôi nói vậy tôi tin thầy tôi, cái đó kẹt lắm thưa quý vị, kẹt lắm. Tại vì thầy sư chỉ muốn hỏi một câu, thầy quý vị là phàm hay là thánh? Nếu là thánh thì thôi sư không nói, nhưng mà nếu là phàm thì làm ơn xét lại coi trong kinh điển Đức Phật nói như thế nào. Chứ còn đừng có nói là thầy tôi nói, sư không cần biết thầy quý vị là ai, sư chỉ cần biết trong kinh có hay không thôi. Đó mới là cái quan trọng. Và sư học đạo cũng vậy, mà quý vị học đạo với sư cũng vậy. Sư chủ yếu là sư trích dẫn trong kinh điển, dùng kinh để giảng kinh, chứ mình không có dùng những cái thiện ý riêng. Bởi vì cái ý riêng của mình á, mình là phàm, cái suy nghĩ riêng của mình nó rất dễ rơi vào tà kiến mà mình không biết. Cho nên trong kinh Đại Bát Niết Bàn, Đức Phật có nói là sau này có những cái vị pháp sư, có những cái vị giảng sư, có những vị rất là nổi tiếng, có nhiều uy tín, có nhiều tuổi hạ, không chỉ một người mà thậm chí một nhóm người, một tập thể nói rằng đây là lời Phật dạy, đây không phải là lời Phật dạy, chớ vội tin, cũng chớ vội bác bỏ, mà hãy xem xét đối chiếu với kinh và luật. Nếu như có trong kinh và có trong luật thì quý vị có thể tin rằng đây là lời dạy của bậc đạo sư. Còn nếu như nó không có trong kinh mà không có trong luật thì hãy để qua một bên, bởi vì đó không phải là lời dạy của bậc đạo sư. Mà Phật tử mình bây giờ kẹt ở cái chỗ là mình rất sợ đọc kinh, rất sợ hỏi coi là sư dạy cái đó, thầy dạy cái đó, thầy căn cứ vào đâu, kinh nào nói cái chuyện đó. Sợ hỏi, thứ nhất là mình hỏi mình sợ giống như là mình nhục mạ thầy, mình lỡ mang cái tiếng là mình không tin tưởng, hoặc là mình hỏi mình sợ mang cái tiếng là mình bắt chẹt pháp sư đó, nó kẹt lắm. Cho nên khi mà quý vị nghe giảng một cái vấn đề gì đó, nên tham chiếu có trong kinh điển hay không, chứ đừng có mà sợ kinh nó cắn. Ở trên cái chánh điện có hẳn luôn cái bộ Tam Tạng kinh,
cho quý vị mở ra đối chiếu ngay lập tức, ngay tại chỗ. Chứ không có giống như cái chuyện mà mình tâm tạng co thì có đó, nhưng mà nhiều nơi họ đóng khung, họ lộng kiến mà mình vô mình tìm không thấy luôn. Ở đây thì sư chủ trương để thẳng lên cánh chánh điện, ai muốn coi thì lên coi. Mà tại sao sư nói cái vấn đề này? Tại vì cái vấn đề này nó liên quan trực tiếp tới bài học. Trong cái phần này thì liên quan tới cái vấn đề mà mình hành thiền, nó có những vấn đề ảnh hưởng tới cái việc hành thiền. Đầu tiên, để mà hành thiền tốt ấy, quý vị phải giao phó tánh mạng của mình cho Đức Phật. Có nghĩa là tin tưởng nơi Đức Phật, tin tưởng nơi cái con đường hành trì của Ngài, tin tưởng là cái việc hành thiền của mình nó sẽ đưa đến cái sự giải thoát. Cho nên giao phó hết cái tính mạng của mình cho Đức Phật. Và khi giao phó như vậy, quý vị sẽ tăng trưởng cái niềm tin, tăng trưởng cái đức tin, và mình sẽ có cái tâm hoan hỷ. Và cái đối tượng thứ hai mà quý vị cần phải giao phó cái tánh mạng, đó chính là cái vị thầy dạy thiền. Tại sao vậy? Bởi vì đó, nếu như mà quý vị không tin tưởng cái vị thầy dạy thiền thì tốt nhất là quý vị nghĩ đi tìm vị khác mà quý vị có thể tin tưởng. Chứ còn nếu như mà mình tới học đạo, tới hành thiền với một vị mà mình không tin người ta nói thì nó vô dụng. Lúc đó vị thầy đó nói cái gì thì mình cũng bác hết. Như vậy thì quý vị tới lãng phí thời gian để làm cái gì? Cho nên trong suốt cái thời gian quý vị tham gia, quý vị hành thiền thì mình cần phải tin tưởng vị thầy đó. Và nhớ, cái sự dễ dạy ở đây nó không phải là dễ dụ. Nhớ nha, dễ dạy nó không phải là dễ dụ. Khi mà mình nghe vị thầy hướng dẫn, nghe rõ, suy tư, coi cái mà vị thầy đó nói có trong kinh điển hay không. Nếu cần thiết có thể tra trong kinh điển hoặc hỏi vị thầy đó ở trong kinh điển. Và khi mà mình đối chiếu biết chắc rằng có trong kinh điển rồi thì phải đặt cái niềm tin nơi vị thầy. Trong Tăng Chi Bộ Kinh, Đức Phật nói đó, có ba cái hạng người nghe Pháp. Cái hạng thứ nhất là người có trí tuệ lộn ngược. Thế nào là người có trí tuệ lộn ngược? Đó là người đó, giống như cái lu nó bị lật úp thì nước nó không thể rót vào được. Cũng vậy đó, có nhiều người đến với đạo, nghe Pháp, hỏi Pháp, hỏi rất là nhiều, nhưng mà hỏi cho có hỏi thôi, chứ thật sự họ không nghe. Một là họ nghe họ không hiểu, cái thứ hai là họ không muốn nghe, bởi vì nó không phù hợp với cái quan điểm của họ. Ví dụ như họ có thể họ tới họ hỏi là bây giờ tôi thờ ông này thờ ông kia như vậy đó, rồi phải thờ sao cho nó linh nghiệm, rồi thờ cúng như thế nào đó. Giống như có một lần, có hai, sau khi mà lớp dạy xong rồi đó, lớp dạy xong rồi thì có hai chú tại gia cư sĩ tới hỏi sư là bây giờ người nhà mà bị phi nhân, bị dông nhập á, nói theo cái kiểu ngoài đời nó là bị dông nhập á, thì bây giờ phải làm sao? Cái ý của họ tới đó, tới cái chùa Nam Tông, tới để hỏi là họ mong là sư cho họ một cái lá bùa hoặc những thứ đại loại như vậy, hoặc là cho họ một cái câu thần chú nào đó mà họ có thể họ trục vong, hoặc là sư có thể cho họ những thứ nó tương tự như vậy. Nhưng mà rất tiếc, theo đúng tinh thần chánh pháp, sư không thể cho họ những cái thứ đó. Tại vì sao? Đức Phật không có dạy vẽ bùa, Đức Phật không có dạy tụng chú, Đức Phật không có dạy những cái phương pháp mà trục vong, mà Đức Phật chỉ dạy như vậy. Trong kinh A Sa Nan Chi, trong những cái trường hợp mà mình bị phi nhân nhập, đầu tiên cái đối tượng mà muốn hỗ trợ thì họ phải là người có giới hạnh. Cho nên sư yêu cầu họ, việc đầu tiên là hai chú phải giữ giới. Là bắt đầu sư nhìn cái mặt họ, sư thấy họ giỏi rồi, yêu cầu họ giữ giới, họ thấy bắt đầu họ giỏi rồi. Giữ năm giới cơ bản, tốt nhất là giữ tám giới. Mà sư, khi mà sư thấy họ giỏi như vậy thì sư biết là cái sự hướng dẫn tiếp theo của sư họ không để vào tai, là họ bắt đầu họ bịt lỗ tai lại rồi đó. Mặc dù cái tai họ vẫn để trên đùi, nhưng mà sư biết là cái lỗ tai họ không nghe nữa. Tuy nhiên theo đúng tinh thần chánh pháp thì sư vẫn phải nói cho tới nơi tới chốn. Việc đầu tiên là hai vị phải giữ giới, tiếp theo hai vị phải rải tâm từ, tiếp theo nữa hai vị phải làm phước
Làm phước ở đây không có nghĩa là đem tiền tới cúng dường mấy sư. Sư không hề kêu gọi cái chuyện đó. Quý vị có thể làm phước, đó là ai? Đó là những người cơ nhỡ ở xung quanh quý vị, đó là những người nghèo ở xung quanh quý vị. Bố thí cúng dường cho họ, cho họ cơm, cho họ áo, cho họ tiền bạc, tùy theo sức của quý vị. Rồi thương tưởng tới những cái chúng sanh, những cái hạng phi nhân khuất ngoài khuất mặt ở trong cái gia đình quý vị đó, chia phước cho họ. Rồi mới mong cho họ bằng cái tâm từ của tôi đối với quý vị, bằng cái phước của tôi hồi hướng cho quý vị, mong là quý vị hãy tha cho người thân của tôi. Cái đó có hiệu quả. Mà trong kinh Ác Sát Lăng Chi, chính xác hơn là trong chú giải, quý vị cần phải làm cái đó liên tục trong 7 ngày. Liên tục trong 7 ngày. Có nghĩa là người này mệt, người kia thay. Cứ như vậy liên tục. Cho nên sư yêu cầu họ phải làm được 3 việc. Thứ nhất, họ phải giữ giới. Thứ hai, họ phải rải tâm từ. Thứ ba là họ phải làm việc thiện và họ hồi hướng công đức. Họ nghe mấy cái chuyện đó, họ dội, họ cảm thấy xa lạ lắm. Cho nên là họ về. Và sư biết họ là thuộc cái dạng trí tuệ lộn ngược. Có nghĩa là họ không có nghe gì hết. Họ không nghe gì hết. Rồi có những người tới hỏi đạo đó, thì họ hỏi thì sư phải trả lời thôi. Chứ còn sư nhìn họ thì sư thấy là họ không có để vào tai, họ không nghe. Và quả thật như vậy, họ hỏi rất là hay, hỏi về tứ niệm xứ, hỏi về thiền cho đã rồi, về là mất tích luôn, không có làm được gì hết. Và có những người hỏi cái những cái phương pháp mà gỡ rối cho cái trường hợp của họ, sư hướng dẫn theo đúng tinh thần chánh pháp, nhưng mà cái cách đó thì không phải là cái cách họ muốn nghe, mà họ muốn giống như là mình tụng kinh, mình trì chú, mình làm sao đó để mà mình gia hộ, mình độ trì cho họ. Sư làm được mấy chuyện đó, sư chỉ nói theo tinh thần chánh pháp, họ không nghe được. Thành ra với những người đó là những cái người có cái lỗ tai bị bịt kín, đó những cái lu bị lật úp, cho nên sư không thể hướng dẫn được, thì nên tránh. Cái tư thế học đạo theo cách này mình nên tránh. Cái thứ hai là người có cái trí tuệ bắp vế. Người có trí tuệ bắp vế là như thế nào? Là giống như một người đang ôm một cái vật gì đó ở trên người của họ. Họ ngồi thì họ ôm ở trong người, nhưng mà khi họ đứng dậy thì cái vật đó nó rớt xuống. Cũng vậy, có những người họ nghe pháp, họ khi họ ngồi họ rất chú tâm họ nghe, đẹp vô cùng, nhưng mà tới hồi họ đứng dậy nó lọt hết, nó rớt hết, họ không có một chữ nào động lại ở trong lỗ tai họ hết, không có. Thì người như vậy Đức Phật gọi đó là cái người có trí tuệ bắp vế, có nghĩa là ngồi thì lắng nghe rất là hay, nhưng mà đứng dậy quên sạch. Và cái cách chữa cái người này giống như là cái kiểu mà nước đổ đầu vịt, thì cái cách tốt nhất là cho nó trụng nước sôi thôi. Có nghĩa là sao? Nói cho họ thấm thía tận cái ruột gan của họ. Khi mà họ thấm thía như vậy họ sẽ nhớ. Hoặc là nghe đi nghe lại. Nghe một lần không hiểu, nghe hai lần không hiểu, nghe ba lần không hiểu. Cứ nghe tới, cho tới chừng nào hiểu thì thôi. Quý vị không biết chứ có những cái bài kinh, có những cái bài giảng mà sư nghe từ sáng tới chiều. Mà một bài giảng tốn chừng khoảng hơn một tiếng đồng hồ thôi. Từ sáng tới chiều, sư nghe liên tục, nghe tới tối luôn. Nghe xong rồi nghe lại, nghe tới, nghe luôn. Thường thì quý vị ít khi mà quý vị nghe được như vậy. Nhưng mà sư nghe. Tại vì sao? Bởi vì trong đó có những cái chỗ mà sư nghe sư chưa có hiểu. Thành ra phải nghe đi nghe lại để mà hiểu cho bằng được cái chỗ đó. Đó, đó là người có trí tuệ bắp vế. Và tiếp theo là người có trí tuệ rộng lớn. Thế nào là người có trí tuệ rộng lớn? Đó là người đó nghe thấm thía từng cái lời dạy, và khi đứng dậy ra về vẫn tiếp tục ghi nhớ và hành trì, thì đó là người có trí tuệ rộng lớn. Cho nên cái sự mà dễ dạy của mình nó rất là quan trọng. Quý vị phải chuẩn bị một cái tâm tư, một cái trạng thái tâm sinh lý, một cách sẵn sàng để đón nhận những cái lời dạy của chánh pháp, thì quý vị mới có thể nghe hiểu. Chứ nếu không thì quý vị không thể nghe hiểu được. Và nhớ, ở đây thì chắc quý vị nghe nhiều về cái bài kinh này rồi, tại vì sư không nhớ rõ chính xác nằm ở chỗ nào. Nhưng mà có một bài kinh như thế này nè. Có những cái lu đựng nước, nhưng mà đó, có những trường hợp nó không thể đựng được nước.
Thứ nhất là cái lu nó đựng, nó bị bịt kín, nó bị che đi thì nó không thể chứa nước được, nó không, nước không thể đổ vô. Cái thứ hai là cái lu nó đầy nước thì cũng không để chứa thêm nước được nữa. Cái thứ ba là cái lu nó bị chứa những cái nước dơ mà chưa có đổ bỏ thì cũng không thể chứa nước vào được. Cái tiếp theo là cái lu nó bị lũng. Khi cái lu bị lũng á, thì nước chứa vào nó cũng chảy ra hết. Và cuối cùng, khi mà cái lu nó không bị bịt kín, nó không có nước và nó không có những cái chất cặn bẩn ở trong đó, và cái lu nó không bị lũng thì nó có thể chứa được nước. Cũng vậy, cái tâm lý mà quý vị học đạo đó, mình phải trở nên dễ dạy bằng cách nào? Thứ nhất là mình đến với đạo bằng một cái lỗ tai mở ra, có nghĩa là mình sẵn sàng lắng nghe. Chứ còn nếu quý vị không lắng nghe thì tốt nhất đừng tới chùa. Tại vì tới chùa nói quý vị không nghe thì tới làm cái gì? Đó. Cái tiếp theo là đừng có ôm những cái kiến thức mình biết, ôm nó đầy ắp cái lỗ tai rồi thì cái vị pháp sư, cái vị thầy nói như thế nào nó cũng giỏi rồi hết, bởi vì nó tràn rồi. Mình tràn ngập những cái kiến thức đã có, mình cho nó là tất cả rồi. Và mình tới chẳng qua là mình hỏi cho có hỏi vậy thôi, để mình thỏa mãn cái kiến thức của mình, hỏi để mà mình chứng tỏ là ta đây cũng là người có hiểu biết. Thì như vậy quý vị cũng không hưởng được cái lợi ích từ vị pháp sư hoặc là vị thầy dạy thiền, không hưởng được. Cái thứ ba là quý vị phải gột bỏ đi những cái cặn bẩn, có nghĩa là những cái sự hiểu biết sai lầm của mình ở quá khứ. Cho nên sư mới nói đó, khi mà vị thầy có nói cái gì đó, đừng bao giờ mà lôi ra ông thầy tôi nói vậy. Nó chẳng khác nào mà đứa con nó đi bác sĩ nói giờ cậu bị bệnh, cậu phải uống thuốc như thế này, cậu phải kiêng khem những thứ này. Nó không, má tôi dạy bệnh vậy tôi phải uống thuốc vậy, rồi tôi phải làm vậy đó, chứ còn tôi không nghe lời bác sĩ tại má tôi dạy vậy. Thì không lẽ bây giờ bác sĩ nói vậy thôi chú về với má chú đi, chứ còn bây giờ thì chú tới bệnh viện để làm cái gì? Cũng vậy đó, nếu như mà quý vị tới quý vị hỏi đạo mà với cái tâm niệm là thầy tôi dạy như vậy thì thôi về học với thầy. Chứ còn mình không thể truyền trao một cái kiến thức cho một người cứ ôm ấp cái đó được. Như hồi nãy sư nói đó, vì thầy của quý vị đương nhiên có rất nhiều, làm sao sư biết hết được thầy của quý vị tên là gì, là thượng tọa, là hòa thượng, là một vị đại đức hoặc một cái vị nào đó nổi tiếng, làm sao sư biết hết được. Tuy nhiên sư chỉ cần biết hai việc: thứ nhất, vị này phàm hay là thánh. Nếu là phàm thì thôi không nói nữa, thánh lại càng không cần phải nói nữa, tại vì phàm là chắc chắn còn có lỗ hổng, mà thánh thì thôi nói gì cũng đúng rồi thì hỏi sư làm chi nữa. Cái tiếp theo là cái vị đó nói nó có trong kinh điển hay không, sư chỉ cần biết vậy thôi. Nếu như có trong kinh điển thì tốt, còn nếu như không có trong kinh điển thì quý vị phải về coi lại. Chứ không có cái lý do gì mà cứ đè đầu ra là thầy tôi nói vậy, ông thầy tôi nổi tiếng lắm à, ông nói vậy đó, cho nên là sư nói là sư coi chừng là sư nói tầm bậy, cái đó sư bó tay. Trừ phi quý vị hỏi sư nói cái đó sư căn cứ vào kinh nào, tốt, cái đó sư sẽ cho quý vị biết là căn cứ vào kinh nào. Ví dụ như nãy giờ sư toàn trích dẫn kinh điển ra không, căn cứ vào kinh để mà nói chuyện, chứ sư không căn cứ vào những cái suy luận cá nhân. Bởi vì suy luận của một vị phàm khó mà tránh khỏi tà kiến, khó luôn. Và cái tiếp theo á, là quý vị phải kham nhẫn. Kham nhẫn ở đây nó có hai thứ. Thứ nhất là nội nhẫn và thứ hai là ngoại nhẫn. Nội nhẫn là cái gì? Đó là kham nhẫn với những cái sự khao khát thỏa mãn bản thân. Ví dụ như mình thèm ăn, có nhiều người đó vô hành thiền bắt đầu họ thèm đủ thứ hết, nhất là đặc biệt những người mà thọ bát quan, cái việc ăn uống khi mà nó kiêng khem rồi đó, họ thèm, trời ơi, phải nói là thèm đủ. Nhưng mà quý vị phải kham nhẫn cái chuyện đó, phải kham nhẫn thôi. Rồi cái chuyện mà ngủ nghỉ nữa, có nhiều lúc cái thời khóa ở trong chùa hoặc trong thiền viện đó, nó đòi hỏi mình phải thức khuya, phải dậy sớm. Nhiều lúc mình ngủ ngon muốn chết luôn, mình muốn nằm mình nướng thêm 5 phút thôi, chỉ cần 5 phút thôi, nhưng mà không được. Thì lúc đó là lúc mình phải kham nhẫn. Đó. Có rất nhiều cái mà mình phải kham nhẫn. Rồi mình phải kham nhẫn với cái sự nóng, sự lạnh.
đó. Có những lúc mà trời nóng quá hoặc lạnh quá thì mình cũng phải kham nhẫn đó, là rồi mình kham nhẫn với những cái cảm xúc của mình. Ví dụ như có những lúc mà mình cảm thấy mình giải đãi, mình lười biếng, mình không muốn hành thiền, mình không muốn làm bất kỳ một cái việc gì hết, mình biết mình kham nhẫn vượt qua cái cảm giác đó để mình tiếp tục cái thời khóa hành thiền. Hoặc là có những lúc mà mình cảm thấy mình chán, mình giận một ai đó thì mình cũng phải kham nhẫn. Đó là nội nhẫn. Rồi ngoại nhẫn là nhẫn cái gì? Thứ nhất là nhẫn với vị thầy dạy thiền. Nhẫn cái gì? Bởi vì sư cứ nói đi nói lại hoài, một cái bậc trí đó không có nhu cầu lấy lòng quý vị đâu. Sư từng tiếp xúc với một vài vị rất là có trí tuệ. Những vị này á, mà quý vị nếu như mà học 6 cái hạng căn tánh chúng sanh thì quý vị sẽ nhớ là cái căn tánh trí nó sẽ đi kèm với căn tánh sân. Có nghĩa là cái người có trí tuệ họ rất dễ nổi nóng. Mà sư có cơ hội sư tiếp xúc những người này hơi bị nhiều. Thành ra đó, mình hỏi đó, có cảm giác như họ không kiên nhẫn để mà họ nghe hết câu hỏi của mình. Và mình khi mà họ trả lời đó, mình có cảm giác như họ chửi vào mặt mình. Nhưng mà đó là cái bậc trí. Bởi vì mình phải chịu thôi. Cái tánh trí nó đi thường đi chung với tánh sân. Thì mình ráng mình chịu, mình phải ráng mình nhẫn nhịn để mà mình nghe được cái chánh pháp. Chứ nói thiệt với quý vị là bậc trí họ không có nhu cầu lấy lòng mình đâu. Mà nếu như mình là cái người thích ngọt ấy, mình thích được người ta khen, thích hảo ngọt, thích người ta nịnh bợ mình, rồi thích nghe những cái gì nó êm tai ấy, thì coi chừng khi mà quý vị gặp những bậc trí đó mà họ nói thẳng quá là quý vị chịu không nổi. Sư biết nhiều người khi mà tới hỏi đạo mà gặp cái vị thầy ấy, hoặc là cái vị sư nói thẳng vị đó dội vị đó về, thì cái thiệt thòi là thiệt cho quý vị, chứ không thiệt cho ai hết. Tại vì sao? Mình lỡ là một đứa trẻ khoái ăn ngọt, cho nên đụng thuốc bắc, đụng những cái thứ đồ đắng, đồ cay mình chịu không nổi. Cái đó là do mình nhớ. Cho nên sẵn đây thì sư nhắc luôn, có những vị họ hành thiền thì họ trải qua, họ kinh nghiệm những cái giây phút an lạc. Nhưng mà có những cái giây phút an lạc đúng, nhưng mà cũng những có những giây phút an lạc nó bị sai. Ví dụ như họ cầm một cái ly nước, họ cầm một chén nước lên họ uống, họ cảm thấy cái dòng nước nó đi vào cơ thể nó mát lạnh, và họ cảm thấy an lạc với từng cái sự chảy của cái giọt nước nó đi vào cơ thể của họ. Và họ nghĩ đó là thiền, nghĩ đó là sự an lạc trong thiền. Không phải, không phải như vậy. Rồi có những người khi họ tắm ấy, họ bơi ở trong hồ bơi, họ thả lỏng với cơ thể họ, và họ cảm thấy là từng cái sợi thần kinh của họ nó thả lỏng ra, họ nổi một cách tự do ở trong cái hồ nước, và họ nghĩ đó là họ đang thiền bơi. Và sư phải nói nó có hai loại nè. Bây giờ muốn nghe ngọt hay là muốn nghe nó chua, nó cay, nó đắng thì qua tùy quý vị. Nếu như mà quý vị thích nghe ngọt ấy, thì sư sẽ trả lời như thế này. Cái cuộc hành trình tu tập là một cái quá trình vượt qua. Mình sẽ vượt qua hết. Vượt qua cho tới khi nào quý vị chứng thánh thì thôi. Có nghĩa là nếu như quý vị muốn thành một vị chánh đẳng giác thì toàn bộ những thứ mà quý vị có đó phải bỏ lại và vượt qua hết. Những cái cảm giác an lạc đó là những thứ quý vị phải bỏ lại. Đó là những thứ quý vị phải vượt qua, bỏ lại hết thì mới đi tiếp trên cái con đường thành quả vị chánh đẳng giác. Chứ nếu như mà mình kẹt lại ở bất cứ một cái giai đoạn nào, cho dù đó là hỷ lạc, cho dù đó là thần thông đi chăng nữa, thì quý vị cũng không thể nào đi đến được cái con đường cuối cùng mà quý vị muốn đến. Đó là đối với những người thích nghe ngọt. Còn với những người thích nghe đắng, làm ơn nhớ một cái chuyện. Cái chuyện mà quý vị thích thú, coi chừng nó không phải là tâm thiền đâu, nó là tâm bất thiện, nó là tâm tham ấy. Mà cái quan trọng là quý vị không biết A Tỳ Đàm, quý vị không biết 12 duyên khởi. Khi mà 6 căn tiếp xúc với 6 trần, tự nhiên nó sẽ có những cảm thọ. Nó có những cái thọ lạc, nhưng mà nó cũng có những cái thọ xả. Thì khi mà mình có cái thọ xả đó, mình sẽ cảm thấy một cái chuyện nó an lạc, nhưng mà an lạc một cách dửng dưng.
mà mình không biết cái chuyện đó. Rồi nếu như mà quý vị không biết A Tỳ Đàm thì quý vị không biết một chuyện là cái tâm mà an lạc trong những cái giây phút quý vị uống nước, trong cái giây phút quý vị bơi lội, đó là cái tâm tham thọ xả. Thực tế nó giúp cho mình đỡ căng thẳng thần kinh. Khi mà mình làm việc thì cái việc tâm tham thọ xả nó sẽ giúp cho mình đỡ căng thẳng. Ví dụ như có những người họ nghe nhạc và họ thư giãn, thì cái sự thư giãn đó cũng là tâm tham thọ xả luôn. Nhớ. Và nó mặc dù đó là tâm bất thiện, nhưng ít nhất nó giúp cho mình thư giãn cái đầu óc. Tuy nhiên bất thiện vẫn cứ là bất thiện. Còn với ai mà họ không tin thì xin thưa là làm ơn xách cái câu trả lời của sư đi hỏi bất kỳ một vị nào giỏi về A Tỳ Đàm. A Tỳ Đàm là cái tạng luận trong Tam Tạng. Bất kỳ vị nào giỏi về A Tỳ Đàm thì làm ơn hỏi coi. Bây giờ khi mà mình nghe một cái bản nhạc mà mình cảm thấy nó an lạc, nó thoải mái, thì đó có phải tâm tham thọ xả hay không? Đó. Hoặc là khi mình uống nước mà mình cảm thấy nó an lạc trong từng cái giọt nước như vậy, nó có phải tâm tham thọ xả hay không? Quý vị không tin, quý vị có thể đi hỏi. Đó là cách để quý vị kiểm chứng. Chứ đừng có nói là thầy tôi nói vậy. Sự kỹ như cái câu đó, thầy tôi nói vậy. Làm ơn coi coi kinh nó có nói vậy hay không. Chứ đừng nói là thầy tôi có nói vậy hay không. Nhớ cái chuyện đó. Và cái tiếp theo nữa là quý vị phải kham nhẫn với những cái bạn đồng tu. Nhớ. Tại vì á, chính người mười ý, đương nhiên là mỗi người có một cái cơ tánh khác nhau. Mà do mỗi người có một cái cơ tánh khác nhau đó, cho nên ở chung với nhau nó sẽ có những cái va chạm, có những cái xung đột. Như thầy Thanh Từ, Hòa Thượng Thanh Từ nói mấy cô nhiều lúc ngộ lắm. Đi ngủ mà không chịu, mà không ngủ chung cũng giận nữa. Mà không hiểu, có những cái giận nó rất là nhỏ bé, nó rất là nhảm nhí, mà mình vẫn tốn hết cả ngày trời, cả tháng trời giận nhau chỉ những cái việc rất là nhỏ nhặt như vậy thôi. Đó. Hoặc là như có những người mình đang ngồi thiền mà họ đi vòng vòng ở xung quanh mình, họ không chịu ngồi, thì mình cũng giận họ. Đâu dính dáng tới mình đâu. Cái việc họ đi là việc của họ. Hoặc là khi mình đang ngồi thiền, cái điện thoại nó reo, điện thoại của người ta đâu phải điện thoại của mình đâu. Mắc mớ gì mình đi mình nổi giận. Sở dĩ mình nổi giận là do cái định của mình còn yếu, mình còn bị chi phối bởi những cái âm thanh ở bên ngoài. Mà trong kinh Tương Ưng, cái phần mà Tương Ưng sáu pháp có nói như thế này, sáu căn của mình ấy, nó luôn trong cái tư thế sẵn sàng đón nhận những cái đối tượng ở bên ngoài. Có nghĩa là cái tai của mình nó sẵn sàng nó lắng nghe, cái mắt của mình nó luôn sẵn sàng để nó nhìn. Cho nên khi mà mình không có định ấy, thì bất kể một cái âm thanh nào mình đều chụp lấy nó hết. Và bắt đầu mình thương, mình thích, mình ghét, bắt đầu mình xử lý nó bằng những cái cảm xúc cá nhân. Và như vậy là mình lạc khỏi cái con đường hành thiền của mình. Nhớ. Cho nên khi mà quý vị nghe, thí dụ như đang ngồi thiền mà nghe tiếng chuông chẳng hạn, cái lỗi đó không phải là ở cái âm thanh, mà lỗi là do mình bị thất niệm. Cho nên mình mới chạy theo cái âm thanh đó để rồi mình thích hay mình ghét. Và đương nhiên là để tránh cái việc mà ảnh hưởng tới người khác, thì ngay cả như bây giờ, từ cái lúc mà sư tới cái thiền đường để ngồi thiền cho tới bây giờ, sư luôn để điện thoại ở chế độ máy bay. Tại vì sư phải có điện thoại để sư mở cái tài liệu giảng, và có điện thoại để sư bấm giờ cho quý vị hành thiền. Nhưng mà sư vẫn luôn để ở chế độ máy bay. Có nghĩa là không có cái chuyện mà ai gọi tới, ai gọi tới đều ỏi e hết. Đó là cái cách để mà mình tôn trọng, tôn trọng lẫn nhau và tôn trọng với giáo pháp. Nhớ chuyện đó. Và khi mà quý vị có cái sự kham nhẫn như vậy, có cái sự dễ dạy như vậy, có cái sự tin tưởng đối với vị thầy của mình như vậy đó, thì quý vị mới có thể nhận được những cái sự bố thí về tài vật và bố thí về chánh pháp cho quý vị. Nói cho đúng ra đó, mình tới mà người ta thấy mình dễ thương người ta mới chịu nói. Chứ còn mình tới thấy ghét quá ai thèm nói chuyện với mình, đúng không? Ở đời đã như vậy huống chi ở đạo. Mình tới thì mình phải có cái tâm lý sẵn sàng hoặc như thế nào đó để vị thầy cảm thấy là mình sẵn sàng để mình nghe. Chánh pháp không phải là một cái thứ tài sản ở ven đường tùy tiện có thể cho.
như trong Ưng Học Pháp ấy, có những cái ràng buộc, ví dụ như không nói chuyện cho cái người ngồi cao hơn. Cho nên sư khi mà sư nói pháp, sư ngồi cao hơn quý vị, không phải là tại mình ngã mạn, mình coi thường quý vị, không phải, nhưng mà luật vì tôn trọng chánh pháp cho nên không có nói chuyện cho người đang ngồi ở vị trí cao hơn hoặc đứng ở vị trí cao hơn. Ví dụ như sư đứng ở dưới này, sư ngồi dưới này, mà sư ngồi sư nói chuyện với cái người trên cầu thang, sư không nói, không nói pháp. Có thể hỏi một cái gì đó thì hỏi, nhưng mà nói pháp thì không. Hoặc là có những người họ đội nón, hoặc có những người họ mang dép, mang dài, có những người họ mang vác một cái vật gì đó trên tay thì cũng không nói pháp cho họ. Cái này là trong luật nha, chứ không phải là tự sư chế ra. Cho nên chánh pháp cần được tôn trọng, mà khi mình tôn trọng được chánh pháp thì mình mới có thể thấm được chánh pháp. Khi mà quý vị không tôn trọng chánh pháp thì mình vô duyên với chánh pháp nhé. Và như sư nói, thường thì cái người có cái cơ tánh trí đó, nó sẽ đi kèm với cơ tánh sân. Và cái bậc trí đó, họ không có nhu cầu lấy lòng mình đâu. Cho nên mình phải tới bằng một cái tư thái như thế nào đó để họ sẵn sàng họ chia sẻ. Không phải là họ bỏng sẻn pháp, không phải. Nhưng mà đó, nhiều lúc đó, cái cách hỏi của mình, cái cách trò chuyện, cách tiếp xúc của mình, họ thấy ghét quá thì họ không muốn nói. Chứ không gì. Rồi, tiếp theo là chúng ta học tiếp về lục độ của Bồ Tát. Thì lục độ của Bồ Tát Nam Truyền nó khác với lục độ Bồ Tát hệ pháp Bắc Truyền, khác nha. Còn thập độ thì khác nữa, nhưng mà cái này sẽ đang nói về lục độ của Bồ Tát Nam Truyền. Cái gọi là lục độ của Bồ Tát ấy, đó là 6 cái khuynh hướng tâm lý của Bồ Tát trong suốt cái quá trình hành đạo hướng tới quả vị chánh đẳng giác. Hoặc là bất kỳ một vị Bồ Tát hành đạo hướng tới quả vị độc giác, hướng tới quả vị thanh văn giác, đều phải trải qua 6 cái khuynh hướng tâm lý này, họ phải có đủ, mà mình gọi đó là lục độ. Thứ nhất, cái người mà hành Bồ Tát đạo ấy, họ phải có ý hướng tới vô tham. Cái tâm của họ phải hướng tới cái việc ly tham, bởi vì họ phải thấy được những cái lỗi lầm ở trong tham dục. Bất kỳ một vị Bồ Tát nào, cho dù là tu hành hướng tới quả vị A-la-hán, hướng tới quả vị độc giác, hướng tới quả vị chánh đẳng giác, thì đều phải nhìn thấy được cái lỗi ở trong năm dục, và họ phải hướng tới cái sự nhàm chán năm dục. Chứ còn nếu như mà mình còn chìm đắm trong năm dục thì phải biết là cái sự tu hành của mình chưa tới nơi tới chỗ. Cái lỗi trong năm dục là cái gì? Thứ nhất, cái sự ham thích trong năm dục ấy, nó giống như một người khát nước mà uống nước muối. Cho nên cái từ mà ở tiếng Pali có cái từ là tăng kha, có nghĩa là khát nước. Trước khi Đức Phật ra đời nó có nghĩa là khát nước. Mà khi mà Đức Phật ra đời đó, thì Đức Phật dùng cái từ tăng kha đó để chỉ cho cái tâm tham ái. Cho nên mình mới có một cái lời dịch đó chính là khát ái. Quý vị hay nghe cái từ khát ái đúng không? Đó là xuất phát từ cái từ gốc là từ tăng kha, có nghĩa là từ khát nước. Mà khi mà mình tham trong năm dục ấy, nó giống như mình là một người khát nước, mình muốn uống cho nó thỏa mãn năm dục của mình. Vì vậy cái tham dục nó còn gọi là cái khát ái. Mà cái người mà dướng vào trong năm dục này đó, nó ví giống như là một cái con cá bị mắc câu. Thì cái mồi nó kéo đi đâu thì con cá nó phải chạy theo đó. Có một vị thầy trong một lần mà bất cẩn ấy, tới nhà một cái cô cư sĩ, mà cái cô này cũng có vấn đề, nhưng mà vị này biết, nhưng mà vị này không có một cái sự phòng hộ thích hợp. Nó được ví giống như nếu như mà một vị tu sĩ mà biết một ai đó thích mình ấy, một người phụ nữ thích mình ấy, mà mình có cái sự thích thú, có cái sự hoan hỷ, thì nó bậy, nó giống như là một người nữ đã có chồng mà còn thích người ta ve vãn, còn thích được người ta nịnh hót, còn thích được đàn ông mà bu xung quanh. Nó bậy như thế nào thì một vị tu sĩ mà biết có người nữ thích mình mà mình thích thú, nó cũng bậy y chang như vậy. Thì cái vị này đó,
tới nhà cái cô này, và không phải chỉ tới một lần hai lần mà tới thường xuyên. Thì khi tới như vậy thì cô này coi như cổ dụ mà, thì cổ dụ như thế nào đó rồi cái vị này phạm giới chứ cổ. Và khi mà vị này phạm giới đó, quý vị biết là vào cái giờ mà người ta tụng kinh ấy, là cái cô này cô ở Vũng Tàu mà cô gọi điện, cô nói là bây giờ thầy phải ra Vũng Tàu với em, thầy không ra là em đưa cái clip em đưa lên báo Giác Ngộ đó. Là thế là vị này là huynh đệ đang tụng kinh đang hành thiền như thế nào đó là vẫn phải tức ta tức tưởi là xách gối mà chạy lên Vũng Tàu với cô. Quý vị thấy nó kẹt ở chỗ đó. Nếu như mà nói ra hoàn tục về đời thì nói làm gì nữa, cái này xấu hổ giấu giấu không dám nói ai hết rồi, nó mình bị cái tham dục, cái mồi tham dục nó kéo đi kéo chỗ này chỗ kia. Cũng vậy đó, cũng vì cái mồi tham dục mà một cái anh chàng thanh niên ảnh mới chịu đứng dưới mưa dưới gió suốt mấy tiếng đồng hồ để chờ một cô con gái, cũng là cái mồi tham dục thôi chứ đâu không không chạy đâu được hết, mà cũng do cái mồi tham dục. Cho nên ấy, Tết nhất cho nên ngày rằm mình mới đốt ba cái giấy tiền vàng mã để mà mình cúng cái chỗ này chỗ kia, để mà mình mong là mình mua may bán đắt, tại vì mình sợ mình không làm cái chuyện đó, đó rồi lỡ cái công việc làm ăn mình ảnh hưởng sao. Mà xưa biết một cái chuyện gì nè, mấy cái nhiều người đó càng làm ăn lớn bao nhiêu họ càng mê tín bấy nhiêu, bởi vì họ không dám mạo hiểm. Họ thấy là người ta làm như vậy thì để mà được cái lợi lộc, và họ dướng cái màu tham dục mà họ không có chánh kiến, cho nên là họ vẫn ráng họ làm. Mặc dù có khi họ không tin, nhưng mà người ta làm sao thì họ không dám đi ngược lại. Thì toàn bộ đều vướng cái màu tham dục hết. Mà thường ấy, mình cứ nói là chúng ta yêu nhau, chúng ta lấy nhau bởi vì chúng ta yêu nhau. Nhưng theo A Tỳ Đàm, chúng ta lấy được nhau là bởi vì chúng ta hiểu lầm nhau. Mình tại vì mình không hiểu danh là gì, sắc là gì, mình không hiểu tâm là cái gì. Bây giờ đó, thử mà mấy người mà đã có gia đình rồi đó, nhất là mấy cô bác lớn tuổi, không có gì thử hỏi coi. Nghe mà nghe mấy cái lời đôi lứa nó hẹn hò với nhau, trời ơi, nó thề non hẹn biển, nó nghe chịu nổi, chịu nổi. Tại vì sao? Những vị đó biết rõ hôn nhân là cái gì. Tụi bay cười đi, cười cho đã đi, tới hồi tụi bay cưới nhau rồi tụi bay biết. Đó. Cho nên ấy, mình cứ tưởng là mình yêu nhau rồi mình lấy nhau, thực tế mình hiểu lầm nhau. Tới hồi lấy nhau rồi bắt đầu nó lòi chành ra. Cho nên ấy, trong kinh Pháp Cú số 213, Đức Phật có nói: tham dục sanh sầu ưu, tham dục sanh sợ hãi. Ai thoát khỏi tham dục thì không sầu không sợ hãi. Chỉ cần mình bỏ được cái tham dục thôi là coi như là mình khỏi phải lo. Mình nói lạ cái chỗ gì, cái do mình là cái người ở cái cõi dục ấy, cho nên nó có những cái đặc điểm của cái người cõi dục, có những đặc điểm. Ví dụ như mình sanh ra là ba má mình đặt cho mình một cái quy định là mai mốt con lớn lên con phải có vợ có chồng, mặc dù ba má biết là lấy vợ lấy chồng khổ muốn chết luôn, nhưng mà vẫn muốn con mình sau này cứ lấy. Có nghĩa là con biết cái việc hôn nhân đó là khổ, nhưng mà khi mà tổ chức đám cưới cho con vẫn cười ha hả mà cười. Còn biết rõ cái chuyện tu hành là thoát khổ, nhưng mà thấy con đi tu là khóc như mưa. Cái đời nó ngộ như vậy. Bởi vì đó, chúng sanh sống trong dục, mình là chúng sanh ở cõi dục, cho nên khi mình đi ngược lại với cái dục là người ta chịu không nổi. Thí dụ như quý vị ngồi đi chung với những cái bạn mà họ thích ăn nhậu, mà mình không chịu ăn nhậu là họ chịu không nổi. Đó là như vậy. Rồi, tiếp theo là bất kỳ một vị Bồ Tát nào khi tu cái con đường Bồ Tát đạo đó, thì vị đó phải có khuynh hướng tâm lý hướng tới vô sân, phải có tâm hướng tới cái sự vô sân. Và vị đó thấy được cái lỗi lầm ở trong cái sân hận. Quý vị biết là cái cuộc sống của mình ấy, toàn bộ đều bị thôi thúc bởi cái thích và cái ghét, toàn bộ đều bị thôi thúc bởi cái thích và cái ghét.
tại sao mà mình cắt tóc ngắn mà mình không cắt tóc dài? Tại sao mình lại duỗi mà mình không uống? Rồi tại sao mà mình mặc đồ màu trắng mà không mặc đồ màu đen? Rồi tại sao mà mình mặc một cái bộ đồ nâu mà mình không mặc một cái bộ váy? Toàn bộ bởi vì những cái thích và ghét. Bởi vì mình ghét cái này cho nên là mình trốn chạy. Bởi vì mình ghét cái mùi vị này cho nên mình không ăn nó. Bởi vì mình ghét cái chốn này cho nên mình không tới đó. Tất cả những cái quyết định của mình nó đều là một cuộc trốn chạy và kiếm tìm. Mình trốn chạy những cái sự đau khổ và mình kiếm tìm hạnh phúc. Nhưng mà đó, do vô minh trong bốn đế, cho nên Đức Phật nói chúng sanh ai cũng muốn trốn khổ, cũng muốn tìm vui, ai cũng muốn có được hạnh phúc, ai cũng muốn thoát khỏi khổ đau. Nhưng mà cái cách hành động của họ lại khiến cho họ bị khổ đau, họ không có được hạnh phúc. Do đâu? Do suốt ngày họ sống trong cái đối đãi giữa thích và ghét. Hễ cứ đụng cái chuyện gì họ không thích là họ bắt đầu họ nổi sân, họ đối phó với nó bằng cái tâm sân. Và khi mà họ đụng cái chuyện gì họ thích ấy, thì họ lại đối phó với nó bằng tâm tham. Xin lặp lại, khi gặp cái chuyện mình ghét mình lại phản ứng bằng tâm sân, còn gặp cái chuyện thích mình lại phản ứng bằng cái tâm tham. Đó chính là bi kịch của chúng ta. Cho nên tu hành là một cái hành trình mà thoát khỏi cái sự trốn chạy. Tu hành là một quá trình thoát khỏi cái sự kiếm tìm. Mình không kiếm tìm cái gì nữa, mình quay trở về, nhìn mọi việc như đúng bản chất của nó đang là. Nó như thế nào ghi nhận, nó đúng như thế đó. Nó có tốt hay nó xấu mình đều ghi nhận đúng bản chất của nó. Thoát khỏi cái sự trốn chạy. Có nghĩa là sao? Mũi mồng gió nắng mình đều ghi nhận, mình đều có cái sự kham nhẫn để mình chịu được. Một người tu cho nó đúng nghĩa thì họ phải có cái gan, họ chịu đựng những cái khổ ở trong cái đời tu. Một người tu mà thiếu được cái dũng khí đối mặt với cái sự khổ trong đời tu thì nó tệ lắm. Cho nên cái sự ly dục nó có nhiều cái. Mình không phải mình nhìn thấy một người ly dục thì mình nghĩ là họ cao thượng, chưa chắc. Có những người họ ly dục chỉ bởi vì cái điều kiện của họ không được thỏa mãn dục, cho nên là họ phải chịu đựng cái sự thiếu thốn. Và họ chịu đựng cái sự thiếu thốn đó trong một cái niềm khao khát. Mà khi họ khao khát như vậy đó thì họ sống trong cái trạng thái tâm lý của một loài ngạ quỷ. Nhớ. Cho nên có những lúc mà mình sống trong cái cảnh cơ hàn, như trong cái cảnh thiếu thốn của một cái vị xuất gia, mà mình còn cái sự ham muốn, mình cảm thấy cái sự thiếu thốn này là một cái sự cực hình, là một cái sự tra tấn, mình ghét bỏ nó, là mình đang sống với cái trạng thái của loài ngạ quỷ. Nhớ. Mà nói sư dựa vào đâu sư nói như vậy? Thì ở trong trường bộ có một đoạn như thế này: ở đâu mà chúng sanh sống với cái tâm tham, với cái lòng ham muốn hưởng các dục, thì ở chỗ đó là chuồng thú, chỗ đó là chuồng heo, chuồng bò. Ở đâu mà người ta sống bằng cái tâm sân hận thì ở đó chính là địa ngục, ở đó chính là ngạ quỷ. Ở đâu mà người ta sống bằng cái tâm từ bi hỷ xả thì ở đó chính là cái cảnh giới của Phạm Thiên. Còn ở đâu mà người ta sống với tinh thần tứ niệm xứ thì ở đó là cảnh giới của hàng thánh nhân. Cho nên mình phải nhìn thấy cái lỗi của cái sự sân hận và nhìn thấy cái lỗi của cái sự tham lam. Vì vậy, một vị Bồ Tát tu trên cái con đường Bồ Tát Đạo thấy rõ hai cái lỗi đó, và vị đó có cái hướng đến cái sự ly tham và hướng đến cái sự ly sân, vô sân. Nhớ nghe. Và cái tiếp theo là Bồ Tát thấy rõ cái lỗi lầm ở trong si mê, cho nên Bồ Tát có cái tâm lý hướng đến cái sự vô si. Như thế nào? Ta biết là chúng ta sở dĩ mà còn tiếp tục luân hồi ở đây đó, là bởi vì chúng ta vô minh. Chứ còn nếu như mà chúng ta không có bị vô minh đó, chúng ta giải thoát rồi. Tại sao mà biết bao nhiêu đời Phật đã ra đời, bao nhiêu vị chánh đẳng giác ra đời rồi mà chúng ta vẫn còn ngồi ở đây? Thì chỉ có hai cái lý do thôi. Một là chúng ta có nguyện lớn mà ba la mật chưa có đủ. Ví dụ như mình nguyện là một vị trí thượng thanh văn,
mình nguyện là một vị độc giác, mình nguyện là một vị chánh đẳng giác, cho nên mình còn ngồi đây để vun bồi ba la mật. Nhưng mà có thể hiếm lắm quý vị, đa phần là tại mình dễ vui, đa phần là tại mình còn vô minh, mình còn dễ vui, mình còn cái sự si mê, còn có sự ngu dốt ở trong cái tư đế, mình không hiểu. Chứ thử hỏi nếu như mà quý vị nhận thức rõ cái sự nguy hiểm của vô minh ấy, thì quý vị đi tu hết rồi, chứ còn không còn ngồi đây. Mà nếu như mà sư mà nhận, cá nhân sư đây nè, nếu như mà sư nhận thức rõ cái sự nguy hiểm của cái sự si mê đó, thì sư lên rừng sư tu rồi, chứ sư không ở đây. Ở đây tiếp xúc với quý vị thì phải nói là hoằng pháp thì có đúng, nhưng mà bị pháp nó hoằng là nhiều. Nhiều lúc phiền não lắm quý vị, có những lúc nói nó không nghe, mình nói một câu nó cãi một câu, cho nên nhiều lúc cũng phiền não lắm. Cho nên nếu như mà ý thức rõ cái tầm quan trọng của việc tu á, thì xin thưa là sư lên núi sư tu rồi, chứ sư không ngồi ở đây đâu. Thành ra mình còn ngồi ở đây đó là mình vẫn còn chưa có chán sợ sanh tử, mình vẫn còn vô minh nhiều. Mà một vị Bồ Tát tu hành trên cái con đường giải thoát là mình phải thấy rõ được cái sự nguy hại của sự si mê, mà họ hướng đến cái trạng thái là vô si bằng cách nào. Trong thời kỳ có chánh pháp ấy, thì họ phải học hỏi giáo lý, học hỏi giáo lý để biết được thế nào là đúng chánh pháp để mà tu. Còn cái thời kỳ mà không có giáo pháp ấy, thì một vị Bồ Tát có khuynh hướng như thế này nè, thường xuyên tìm hiểu đâu là thiện, đâu là bất thiện, đâu là đúng, đâu là sai, cái cách nào để mà hoàn thành cái công việc một cách nhanh nhất đó. Thì một vị Bồ Tát có khuynh hướng đưa tới vô si thì vị đó luôn luôn suy nghĩ như vậy. Và khi một vị Bồ Tát mà giúp đỡ một ai đó đó, vị đó có khuynh hướng là suy nghĩ như thế này: cái con người này mình phải nói như thế nào đó để mà họ nghe, họ hiểu. Cái con người này thuộc cái căn tánh nào, ví dụ như họ thích nghe ngọt thì mình phải nói ngọt cho họ nghe. Nếu mà họ không thích nghe ngọt, họ thích nghe những thứ nào mà nó đâm vào tim, đâm vào phổi của họ, thì mình phải nói như thế nào đó để cho cái lời đó nó đi thẳng vào tim và phổi. Như trong kinh Sóng Ngựa, có một anh chăn ngựa, anh hỏi Đức Phật là: bạch Thế Tôn, Thế Tôn dạy dỗ đệ tử như thế nào? Thì Đức Phật nói, Đức Phật hỏi lại anh chăn ngựa, hỏi là: anh ấy, anh dạy ngựa, anh dạy ra làm sao? Thì anh chăn ngựa mới nói là: con có 4 cách. Thứ nhất, con nào mà nó thích dỗ, nó dỗ ngọt á, thì con dỗ ngọt nó thì nó nghe. Còn con nào mà thích ăn đòn á, thì con đánh nó sẽ nghe. Còn con nào mà muốn mà vừa dỗ ngọt mà vừa ăn đòn thì con sẽ phối hợp cả hai, có nghĩa là lúc thì dỗ, lúc thì cho nó ăn đòn. Còn cái con nào mà dạy hoài nó không nghe, con giết luôn, làm thịt. Thì Đức Phật nói Như Lai dạy đệ tử cũng y chang như vậy. Có nghĩa là sao? Đối với những người mà họ thích nghe những thứ mềm, những thứ mà nó ngon ngọt, thì Như Lai sẽ nói những cái pháp dễ nghe, những cái lời ngon ngọt cho họ nghe. Còn với những người họ thích đi thẳng vào vấn đề, họ thích chạm vào cái nỗi đau sanh tử của họ, thì Như Lai sẽ nói thẳng vấn đề. Ví dụ như có những người họ thích nghe là: con phải nên làm cái này, con muốn được phước thì con phải làm cái chuyện này, con muốn được sanh thiên con phải làm cái này, con muốn được chứng thánh thì con phải làm cái này, thì Như Lai sẽ nói làm sao cho họ được như vậy. Còn có những người thì Đức Phật phải dạy là: con không được làm cái này, bởi vì làm cái này con sẽ bị cái này, và con cần phải tránh cái này, bởi vì nếu không tránh cái này thì con sẽ gặp những cái chuyện này. Đó là đối với những người mà cần phải nghe những cái lời nặng. Có những lúc mà Đức Phật nói đó, ngươi là một cái kẻ ngu dốt, ngươi là một cái kẻ si mê, ngươi là một cái kẻ không hiểu được cái lời dạy của Thế Tôn, ngươi là một cái kẻ phỉ báng Thế Tôn. Đức Phật nói thì nói vậy thôi, Ngài vẫn nói bằng tâm từ, nhưng mà Ngài biết cái con người đó họ phải nói mạnh như vậy họ mới nghe. Rồi có những người thích là vừa đấm mà vừa xoa, thì Đức Phật cũng nói theo cái cách đó, có nghĩa là: con nên làm cái này và con không nên làm cái này, bởi vì làm cái này con sẽ được cái này, và khi con không làm cái này con sẽ tránh được những cái thứ này. Thì Đức Phật sẽ nói phối hợp cả hai. Còn cái thứ mà nói hoài không nghe thì Đức Phật nói Như Lai giết luôn. Thì cái anh
Chân Ngựa mới nói là thật là kỳ lạ. Bởi vì Thế Tôn là một con người mà ngay cả một con kiến cũng không nỡ giết, thì tại sao mà Thế Tôn lại nói một cái từ mà giết ở đây? Thì Đức Phật nói, khi mà Như Lai nói cái từ giết có nghĩa là Như Lai không để ý tới nó nữa, không để ý tới cái con người đó nữa, Như Lai bỏ mặt. Có nghĩa là với người nào thích nghe ngọt thì một vị Bồ Tát có khuynh hướng là sẽ dỗ ngọt thôi, nhưng mà dỗ ngọt theo đúng chánh pháp. Còn cái người mà thích nghe mà nó cái lời mà nó phải coi như là cực chỉ, coi như là nói đúng vô cái điểm của họ, mà nói một cách phải nói là nó hơi mất lòng một tí xíu, thì họ vẫn sẽ nói một cách mạnh bạo. Còn có người thì cần phối hợp, lúc thì dỗ mà lúc thì cần phải cho roi cho vọt, thì vị Bồ Tát sẽ sẵn sàng cho cả hai. Còn với những người ba cách trên không xài được, bỏ luôn, không nói tới nữa. Bởi vì sao? Bởi vì còn nhiều người để độ, nhiều người lắm, rất nhiều người tới để cho mình độ, không có cái lý do gì mình mất thời gian với một cái con người không thể dạy dỗ. Cho nên ấy, một vị Bồ Tát luôn luôn hướng tới cái sự tránh lìa, xa lìa và tránh bỏ cái si mê là như vậy. Và tiếp theo, Bồ Tát nhìn thấy cái lỗi lầm ở trong cuộc sống tại gia cư sĩ, và Bồ Tát có cái ý hướng đến cái sự xuất gia. Nếu như mình gọi mình là Bồ Tát mà mình không thấy được cái lỗi của cái đời sống tại gia cư sĩ, thì cái con đường Bồ Tát đạo của mình rõ ràng có vấn đề. Nhớ, trong lục độ, một vị Bồ Tát phải thấy rõ cái lỗi lầm trong cuộc sống tại gia và có cái ý hướng đến cái sự xuất gia. Quý vị là người tại gia cư sĩ thì quý vị rõ nhất cái này rồi, sư không cần phải nói nhiều, đúng không? Muốn hành thiền cũng khó, muốn giữ giới cũng khó, muốn tu cũng khó. Đụng một chút là cơm, gạo, áo, tiền. Đụng một chút là phải xoay cái chỗ này, xoay đầu kia. Mà mình chỉ cần mà mình sống mà nó giữ giới một chút xíu thôi, mình gặp đủ thứ vấn đề hết. Thì phải nói là cái đời sống tại gia cư sĩ muốn tu khó lắm quý vị. Tu khó. Như là cái có một hôm có một cô, cô hỏi sư là thư sư là cái người tại gia cư sĩ mà có vợ có chồng như vậy thì có thể chứng thiền được hay không? Thì sư nói là trong kinh điển có ghi lại những cái bậc chứng thiền khi mà họ còn là tại gia cư sĩ. Nhưng mà nhớ như vậy, thứ nhất, trong cái giây phút họ chứng thiền ấy, thì họ ly dục. Có nghĩa là họ không để ý gì tới bạn đời của họ, họ không hề có sự ham muốn gì ở trong cái chuyện nam nữ. Cái thứ hai, nếu như mà mình là cái loại mà tại gia cư sĩ vẫn có thể chứng thiền ngay khi mà mình còn là tại gia cư sĩ, quý vị sanh vào thời đó rồi chứ không sanh vào thời này đâu. Như cái trường hợp mà ngài Hộ Tông ấy, ngài chứng thiền ngay khi mà ngài còn là cư sĩ, nó không phải là cái chuyện đơn giản. Bởi vì sao? Khi mà ngài đi làm, ngài có vợ có con, đúng. Nhưng mà cái quá trình hành thiền của ngài là như thế này nè. Khi ngài đi làm ở sở về, ngài tới chùa, ngài có một cái cốc ở trong chùa, ngài ở luôn ở trong đó, tới sáng hôm sau ngài đi làm tiếp. Có những khi ngài về nhà thì ngài cũng ở riêng cái phòng ở trong nhà, không có đụng chạm tới vợ con hết trơn. Là ngài đã ly dục từ khi còn là cư sĩ. Chứ đừng nói tới mình mà mình còn chuyện vợ, chuyện chồng, rồi mình còn chuyện cơm, gạo, áo, tiền mà đòi chứng thiền. Nó khó lắm quý vị. Đó. Cho nên một vị Bồ Tát phải nhìn thấy được cái lỗi của cái việc tiếp tục ở cái cuộc sống thế gian mà hướng đến cái sự xuất gia. Và tiếp theo đó, Bồ Tát nhìn thấy cái sự lỗi lầm của việc quần tụ đám đông, và Bồ Tát có cái ý hướng đến cái sự viễn ly. Thường mình cứ nghĩ là mình tu cái con đường Bồ Tát đạo là mình phải nhập thế, mình phải tập trung một cái hội chúng đông đảo, nhưng mà chưa chắc. Chưa chắc. Tùy. Có những vị đó, khi vị đó chứng thiền, khi vị đó có được cái năng lực tu tập của bản thân, vị đó xuống vị đó độ đời, thì cái sự giúp đỡ của vị đó đó nó mới là có hiệu quả. Còn khi á, mà mình hành cái con đường Bồ Tát đạo mà định thì không có, giới thì cũng chật vật, giá trước giá sau nó lủng tùm lum hết,
Rồi cái tuệ thì có vấn đề, mà mình cứ nhào mình lăn xả thì xin thưa độ đời đâu chưa thấy, thấy đời nó độ mình rồi. Thành ra đó, thấy nhiều người đó, mang tiếng là hành đường Bồ Tát đạo, mang tiếng là giúp đời, nhưng mà lăn xăng chạy hết đầu này chạy đầu kia, rồi móc nói này móc nói cái kia, sống suốt một đời như vậy lăn xăng không có tu gì hết. Mà sở dĩ đó mà họ không chịu ngồi thiền là bởi vì họ ngồi họ chịu nổi, ngồi yên chỗ họ chịu nổi, thành ra họ phải đi. Và họ cho rằng cái việc họ đi như vậy là họ đang hành con đường Bồ Tát đạo, thì sư xin thưa là nó hiểu lầm. Bởi vì rõ ràng ở đây trong Thanh Tịnh Đạo nói đó, một vị Bồ Tát phải nhìn thấy được cái lỗi lầm trong cái việc quần tụ đám đông và có ý hướng đến cái sự viễn ly. Viễn ly ở đây nó có hai thứ. Thứ nhất là viễn ly của thân, và thứ hai là viễn ly của tâm. Như trong trường hợp ấy, mà khi Bồ Tát mình ngài đi tu khổ hạnh thì ngài thấy như vậy, nó giống như là một cái cây gỗ mà đặt ở dưới nước, thì cho dù mình có xoay gỗ như thế nào đi chăng nữa cũng không thể tạo ra lửa. Cũng vậy, một người mà chìm đắm ở trong dục, họ không có ly khai những cái dục, thì họ có cố gắng đi chăng nữa họ cũng không thể nào chứng đạt đạo quả chánh đẳng giác. Rồi một có người đó giống như một cây gỗ đã vớt lên bờ rồi, nhưng mà cây gỗ đó nó vẫn còn ẩm ướt, nó chưa có khô ráo, thì cho dù mình có cố gắng như thế nào đi nữa cây gỗ đó vẫn không thể bắt lửa. Cũng như một người cái thân họ ly dục, nhưng mà cái tâm của họ nó vẫn còn hướng tới các dục, vẫn còn hướng đến cái sự hưởng thụ, thì cho dù họ có nỗ lực như thế nào đi chăng nữa họ vẫn không thể nào chứng đạt đạo quả chánh đẳng giác. Còn là Bồ Tát mà ngài đã suy nghĩ như vậy. Rồi cái thứ ba, ngài nghĩ giống như một cây gỗ đã được vớt ra khỏi mặt nước, đã được làm cho khô ráo, thì với cái sự nỗ lực không ngừng nghỉ cây gỗ đó có thể bắt lửa. Cũng vậy, với người xa lìa dục của thân và cái tâm của họ cũng ly dục, thì với cái sự nỗ lực tinh tấn họ có thể đắc được đạo quả chánh đẳng giác. Đó là suy nghĩ của Bồ Tát trước khi Bồ Tát đắc được đạo quả. Cho nên ý, cái sự ly dục nó có hai. Thứ nhất là viễn ly của thân. Thế nào là thân viễn ly? Đó là mình xa lìa những cái hội chúng đông đảo mà không có tu tập. Mình xa lìa những cái môi trường đầy ắp những cái dục vọng, đầy ắp những cái thú vui, ngũ dục. Cho nên nhiều người chọn cái việc là vô chùa để tu. Nhưng mà đó, vô chùa để tu đủ chưa? Chưa đủ. Có nhiều người vô chùa nhưng mà tâm của họ vẫn còn thích hưởng thụ, vẫn còn thích trong cái việc thọ cái này hưởng cái kia, thích trong cái việc mà ăn uống, thích trong việc ngủ nghỉ, hoặc thậm chí là còn thích, nếu mà nữ thì còn thích ngắm mấy anh đẹp trai, hoặc là mấy người nam thì còn thích là ngắm mấy cái cô mà hơi dễ thương tí, vẫn còn thích như vậy. Thì có nghĩa là cái tâm của họ vẫn chưa viễn ly, mới có viễn ly nơi thân thôi, còn cái tâm nó vẫn chưa viễn ly. Và cái người mà tâm chưa viễn ly đó đó thì họ không thể nào có được cái sự chứng đắc được trong giáo pháp của Đức Thế Tôn. Cho nên tu tập viễn ly ở đây phải hiểu là viễn ly cả thân và viễn ly cả tâm, nhớ cái chuyện đó. Còn với một số người đó thì họ nói là tôi là cái người mà tâm viễn ly nhưng mà thân chưa viễn ly, có nghĩa là cái tâm tôi ly dục nhưng mà cái thân tôi là còn phải sống, có vợ có chồng có con có cái. Thì sư nói là như vậy cũng được, tại vì trong Tăng Chi thì cũng có nói cái trường hợp này, có nghĩa là trường hợp mà cái tâm viễn ly nhưng mà cái thân chưa viễn ly. Nhưng mà coi chừng lộn, anh viễn ly một cái lúc nào đó thôi, trong một cái giây phút nào đó thôi, chứ còn lại ngoài ra là anh cứ tiếp tục chìm đắm trong ngũ dục. Tại vì một người tại gia cư sĩ mà xa lìa các dục, cái chuyện đó là cái chuyện hiếm, phải nói như vậy. Nếu như mà anh nhắm anh làm được thì anh xin vào thời Đức Phật rồi. Nhưng mà nói vậy không phải là không có. Sư có biết một cô, mặc dù là tại gia cư sĩ đó, cổ sống một mình nhưng mà cổ không có đi làm, cổ nhờ vào cái tiền mà tiền lãi ngân hàng ấy, để cổ sống qua ngày thôi.
Mặc dù cái lãi ngân hàng đó tháng hình như nó cũng chỉ vừa đủ để mà cho những cái nhu cầu tối thiểu một ngày ăn một bữa. Chứ cổ không cái tiền đó một ngày ăn bữa thì mình ăn đâu có bao nhiêu tiền. Thì cổ chỉ phục vụ nhu cầu tối thiểu thôi. Và cổ giữ tám giới. Một cái thời hành thiền của cổ là cổ hành có khi là tới chiều luôn. Mà nếu mà lỡ hành tới chiều luôn là cổ nhịn ăn luôn ngày hôm đó. Cổ thường cổ ngồi thiền liên tục. Và cái khả năng định của cổ là cũng hơi sâu à, chứ nó không có thấp đâu. Thì cái con người như vậy theo cách nhìn của sư rất là hiếm có. Không dễ đâu quý vị. Và cổ khi mà cổ hành thiền như vậy đó, thì cổ nói là cổ không có cái sự thích thú trong cái vấn đề nam nữ. Không thích thú. Và ngay cả cái chuyện ăn uống của cổ cũng rất là hạn chế. Tại vì chẳng qua cơ thể nó cần thì cổ ăn thôi. Thậm chí là cổ không ngủ luôn. Bởi vì khi hành thiền như vậy nó vượt qua cái cơn ngủ, thậm chí cổ không buồn ngủ. Và cái ngủ của cổ cũng rất là ít. Nhưng mà sư lặp đi lặp lại, cái trường hợp đó là trường hợp ngoại lệ. Còn đa phần mình nói mình là tâm viễn ly, mà thân chưa viễn ly, nó khó lắm làm được đâu. Và cái cuối cùng ấy, là vị Bồ Tát hiểu được cái sự nguy hại của cái sự tái sanh. Cho nên vị Bồ Tát có ý hướng đến cái sự vô sanh, cái sự không còn sanh diệt nữa, không còn tái sanh nữa. Có nghĩa là ý hướng đến Niết Bàn đó. Thì Đức Phật nói đó, nó giống như là một cái cây que mà dính một chút phân ở trên cái đầu que đó. Cho dù nó dính chỉ có một chút thôi, nhưng mà phân vẫn cứ là phân. Cũng vậy, cho dù cái việc sanh tử của mình có sanh về cõi nào đi chăng nữa, thì còn có sanh tử là còn có đau khổ. Và vì còn có đau khổ cho nên cái việc sanh tử là cái chuyện phải nhòm gớm và phải xa lìa. Không có lý do gì mà mình thích thú trong cái việc sanh tử hết. Bởi vì sao? Bởi vì còn sanh tử là còn đi xuống. Cho dù mà quý vị sanh về cái cõi trời cao nhất là phi tưởng, phi phi tưởng đi chăng nữa, hết tuổi thọ rồi vẫn phải đi xuống như thường. Và nhớ cái chuyện này, trong cái con đường sanh tử của mình đi, chúng ta đi xuống nhiều hơn đi lên. Chúng ta toàn bộ đều từng là Phạm Thiên rồi, từng là Vua Trời Đế Thích rồi, từng là một vị Chuyển Luân Vương rồi. Mà nếu như mà quý vị từng là một vị Phạm Thiên thì quý vị nghĩ là tại sao bây giờ tôi ngồi thiền khó vậy? Một vị Phạm Thiên ngồi thiền phải rất là dễ. Bằng chứng là có những vị đó, khi họ vừa tái sanh từ cái cõi Phạm Thiên xuống đây nè, họ hành thiền rất là dễ dàng, họ đắc định. Nhưng mà tại sao mình từng là Phạm Thiên rồi mình hành thiền nó chật cà dụi, cà tới luôn cái buồn ngủ, không buồn ngủ thì bắt đầu nó phóng tâm, ngồi thiền không được, tại sao? Bởi vì mình cách xa quá rồi. Cái kiếp mà mình từng làm Phạm Thiên đó, nó lâu lắm rồi. Mà trước đó là mình đã từng đi xuống địa ngục, mình đi xuống ngạ quỷ, đi xuống súc sanh, mình toàn đa số mình ở dưới lên là nhiều. Sư không nói quý vị ở dưới lên, nhưng mà sư nói đa phần chúng sanh ở dưới lên là nhiều. Mà mình đã cách xa cái kiếp mình từng làm Phạm Thiên lâu lắm rồi, thưa quý vị. Bằng chứng là bây giờ mình ngồi thiền nó khó vô, khó đắc định. Cho nên biết là trong dòng sanh tử là mình từng đi lên, nhưng mà cái kiếp mà quý vị đi lên ít lắm, đa phần là mình đi xuống là nhiều. Cho nên phải chán sợ sanh tử, thưa quý vị. Giả sử mà mình sanh tử mà mình toàn đi lên không, mình không có đi xuống, thì bản thân sư cũng thích sanh tử. Nhưng mà không được như vậy. Bất kỳ ai còn có sanh tử là còn có đau khổ. Bởi vì còn có sanh tử là còn xuống địa ngục. Cho nên một vị Bồ Tát luôn luôn hướng đến cái sự chấm dứt sanh tử, hướng đến cái sự Niết Bàn. Cho nên Bồ Tát theo cái quan điểm của Phật giáo Nguyên Thủy, Phật giáo Nam Truyền, không có chuyện một vị Bồ Tát mà còn ham thích cái sự tái sanh. Không bao giờ. Luôn luôn có một cái lòng mong mỏi là làm sao cho mau thành Phật, mau thành một vị chánh đẳng giác, độ đời xong viên tịch khỏe, không còn tái sanh nữa. Không có một vị Bồ Tát nào theo tinh thần Phật giáo Nguyên Thủy mà còn ham thích cái sự tái sanh. Không còn, không có cái chuyện đó. Nhớ. Thì bây giờ chúng ta sẽ tạm ngưng bài học đến đây, tạm thời kết thúc. Và sau cái thời tụng kinh thì sư sẽ xuống trả lời một số câu hỏi mà quý vị đã gửi sẵn cho sư. Và nếu như mà quý vị có thêm câu hỏi nào phát sanh thì có thể ghi ra rồi để ở trên bàn, sư sẽ trả lời luôn một thể.
Và trong suốt cái bài pháp ngày hôm nay đó, nếu như có một cái sự lợi ích nào giúp cho quý vị trong cái con đường tu tập hướng đến cái đạo quả giải thoát, đó là hoàn toàn nhờ vào trí tuệ của Đức Phật và chư Thánh Tăng. Còn nếu như có một cái sai sót nào đó trong cách trình bày cũng như trong nội dung, thì đó là cái lỗi của cá nhân sư. Và xin chia đều phần phước này đến cho tất cả chúng sanh. Nguyện cho tất cả chúng sanh được thọ hưởng tùy ý, sau khi thọ hưởng rồi thoát khỏi những điều thống khổ, được kết quả làm người, quả trời cùng quả niết bàn. Bây giờ quý vị chắp tay hồi hướng ha. Do sự phước bao mà chúng tôi đã trong sạch làm đây, xin hồi hướng đến thân bằng quyến thuộc còn hiện tại, cầu mong cho các vị ấy hằng được an vui. Do sự phước bao mà chúng tôi đã trong sạch làm đây, xin hồi hướng đến thân bằng quyến thuộc đã qua vãng, cầu mong cho các vị ấy hằng được an vui. Do sự phước bao mà chúng tôi đã trong sạch làm đây, hãy là mối duyên lành để dứt khỏi những điều ô nhiễm ngủ ngầm nơi tâm trong ngày vị lan. Akasattha ca bhummattha divanaga mahitika punyantang anumoditva chirang rakkhantu sasanam. Akasattha ca bhummattha divanaga mahitika punyantang anumoditva chirang rakkhantu desanam. Akasattha ca bhummattha divanaga mahitika punyantang anumoditva chirang rakkhantu mam param. Etavata ca ammehi sambhatam punya sampadam sabbe deva anumodantu sabba sampatti siddhiya. Etavata ca ammehi sambhatam punya sampadam sabbe bhutta anumodantu sabba sampatti siddhiya. Etavata ca ammehi sambhatam punya sampadam sabbe satta anumodantu sabba sampatti siddhiya. Idam me yatinam kotu sukhita hontu nyattayo. Idam me yatinam hotu sukhita hontu nyattayo. Idam me yatinam hotu sukhita hontu nyattayo. Idam me punyam asavakkhaya vaham hotu. Idam me punyam nibbanassa paccayo hotu. Mamam punyam pagam sabba sattanam dhimma. Sadhu, sadhu, sadhu.